Xin chào các bạn thân mến. Ở video clip trước thì mình đã hướng dẫn các bạn làm một mẫu bánh đề tháng cho bé trai. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm mẫu bánh đề tháng của một bé gái nhé. Thực ra thì về cơ bản hai mẫu bánh này cũng không có gì quá khác nhau, chỉ khác là ở cái hình vẽ bé trai hay là bé gái thôi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu thực hiện mẫu bánh này nhé. Các bước tiến hành cũng giống như là làm một chiếc bánh vẽ đầy tháng cho bé trai. Mình sẽ trà láng cốt bánh. Mình sử dụng ở đây là cốt bánh 24, bởi vì là cốt bánh 24 thì khi mà vẽ bé gái lên hoặc bé trai lên thì nó sẽ thoát cái hình, nhìn nó sẽ đẹp hơn là một cái cốt bánh quá nhỏ. Sau khi đã trà láng xong thì mình sẽ dùng bút kim để vẽ phác thảo hình ảnh một bé gái lên trên mặt bánh. Sau đó là mới dùng bút sô-cô-la đen để tô lại những cái đường mà mình đã vẽ phác thảo đó. Mình đã vừa tô xong hình một bé gái lên trên mặt bánh bằng bút sô-cô-la. Bây giờ mình sẽ tô màu cho cái hình bé gái này. Tóc của bé gái thì mình sẽ tô màu đen, mắt cũng màu đen. Thân của bé và bàn tay, bàn chân thì mình sẽ để màu trắng sữa, pha với một chút màu vàng và một chút màu hồng để nó ra một cái màu da, màu kem. Thế mà bình sữa thì mình cũng để màu giống như màu thân của bé, bởi vì là nó sẽ tượng trưng là ở trong bình đầy đang có sữa, thì một chiếc bình mà đang có sữa thì nó không thể là theo màu hồng hoặc màu vàng được. Vì đây là một mẫu bánh cho bé gái cho nên gam màu chủ đạo mình sử dụng đó là màu hồng nhạt. Màu hồng nhạt này mình sẽ dùng màu đỏ, sau đó là lấy một lượng rất nhỏ pha cùng với kem để cho nó ra màu hồng nhạt. Màu hồng mà pha từ màu đỏ thì mình thấy là nó sẽ rất là ấm. Còn nếu như mình sử dụng màu hồng không, màu hồng nguyên bản mà pha ra thì mình cảm thấy là màu nó rất là chói.
mình sẽ để là bé gái này có một chiếc nơ màu hồng, và cũng tương tự như là chiếc quần của bé đang mặc